Chúng ta nó cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm nó liền liền ứng hiện ra, cho nên ta gọi là có cảm thì mới có ứng cái này. Thế. Cho nên khi mà ta về đây đó thì sao? Đầu tiên đó, ta nhìn hết ở trong các cái người mà đi chùa này đó, ta coi ai quen với ta, ai gần gũi ta, ai có thể chấp nhận được ta và ta có thể chấp nhận được họ, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng kinh, thầy nhắc trong điều đó là phải giữ tâm cho thanh tịnh để mình tu đó. Chứ còn ở chùa đó, thì cái trường hợp đó, đó không khéo đó là cô hồn cũng nhiều lắm. Cho nên cô hồn cũng nhiều lắm. Tại vì những người đó họ đều tới đây để mà họ nghe kinh, họ để mà họ siêu thoát đó. Cho nên thỉnh thoảng lâu lâu thầy thấy có những người bị ma nhập vô.